Chào mọi người, hôm nay nhà Phương Đông rất vui mừng được giới thiệu mẫu nhà 2 tầng mái Nhật Tân cổ điển. Thể hiện phong cách sang trọng và thanh lịch, thiết kế này hòa quyện vẻ đẹp truyền thống quý phái với sự tiện nghi hiện đại, tạo ra một không gian sống vừa nhẹ nhàng, vừa thoải mái. Với kiến trúc tinh tế nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự thanh thoát và tiện ích trong ngôi nhà của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn đội ngũ thiết kế của nhà Phương Đông. Sự yêu mến và ủng hộ của quý vị không chỉ là nguồn động lực quý giá, mà còn là niềm tự hào lớn lao đối với chúng tôi. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân và mang đến những sản phẩm tốt nhất phục vụ nhu cầu của quý khách. Được đồng hành cùng quý vị trong hành trình kiến tạo ngôi nhà, mơ ước là một vinh dự to lớn. Chúng tôi hiểu rằng mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là nơi chốn ấm áp, chứa đựng những kỷ niệm quý giá của mỗi gia đình. Chính vì vậy, chúng tôi luôn tâm huyết lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn của quý khách, để từ đó biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng quý vị từ những bước đầu tiên của quá trình thiết kế cho đến khi hoàn thiện công trình. Sự hợp tác chặt chẽ và tương tác liên tục giữa hai bên sẽ giúp chúng tôi nắm bắt được mọi nhu cầu và điều chỉnh thiết kế sao cho phù hợp nhất với phong cách sống của gia đình bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn để mỗi quyết định đều trở nên dễ dàng và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã trao cho nhà Phương Đông cơ hội quý báu để góp phần xây dựng nên tổ ấm hoàn hảo cho gia đình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của quý vị trong tương lai. Mỗi ngôi nhà mà chúng tôi thiết kế đều mang trong mình câu chuyện riêng, và chúng tôi rất vinh dự được là một phần trong câu chuyện tuyệt đẹp của quý khách. Chúng tôi xin giới thiệu mẫu nhà BT292384, một thiết kế tân cổ điển đầy cuốn hút đến từ đội ngũ nhà Phương Đông. Đây là một trong những mẫu thiết kế mang vẻ đẹp thanh lịch, nơi từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ và tinh tế. Hy vọng rằng mẫu nhà này sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và nét hiện đại, mang đến một không gian sống sang trọng và tiện nghi. Căn nhà này với mặt tiền 14,7m và chiều sâu 10,4m đem đến không gian sống rộng rãi, tiện nghi và đa chức năng. Đội ngũ thiết kế nhà Phương Đông đã bố trí các khu vực chức năng một cách khoa học và sáng tạo, tận dụng tối ưu diện tích mà vẫn giữ được sự hài hòa tổng thể. Với diện tích 274m², ngôi nhà không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, mà còn tạo nên một môi trường sống tiện nghi và độc đáo cho gia đình. Đây là mẫu thiết kế lý tưởng, kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và công năng, mang đến trải nghiệm sống lý tưởng cho chủ nhân và gia đình. Căn nhà này được thiết kế với các không gian tiện ích đầy đủ và bố trí hợp lý. Phòng khách và sảnh rộng 40m² là nơi tiếp đón khách và sinh hoạt chung của gia đình, tạo không gian sang trọng và thoải mái. Phòng thờ rộng 12m², mang đến không gian yên tĩnh và trang nghiêm. Phòng bếp ăn rộng 23m², được trang bị tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Ngôi nhà có 5 phòng ngủ với diện tích khác nhau để phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng thành viên. Phòng ngủ 1 rộng 14,5m², phòng ngủ 2 rộng 15,5m² và có vệ sinh riêng. Phòng ngủ 3 rộng 13,5m² và phòng ngủ 4 rộng 16,5m². Phòng ngủ 5 rộng 20m². Các phòng ngủ được thiết kế nhằm tạo sự riêng tư và không gian nghỉ ngơi thoải mái cho từng thành viên. Phòng sinh hoạt chung rộng 17m² là nơi lý tưởng để gia đình quây quần, tạo sự gắn kết và thư giãn. Các phòng vệ sinh được bố trí hợp lý với diện tích lần lượt là vệ sinh 1 rộng 5m², vệ sinh 2 rộng 4,5m², đảm bảo tiện nghi và thuận tiện cho sinh hoạt của gia đình. Sân phơi và khu giặt có thang tới tiện lợi cho việc vận chuyển đồ và quần áo giặt phơi hàng ngày mà ít mất sức hơn. Khi bước vào căn nhà, đầu tiên chúng ta sẽ thấy phòng khách rộng rãi với vách tivi được thiết kế kết hợp cùng kệ trang trí, tạo điểm nhấn hiện đại và sang trọng. Không gian phòng khách thông thoáng, đồng thời liên thông mượt mà vào khu vực phòng bếp ăn, mang lại cảm giác rộng mở và tiện nghi cho ngôi nhà. Sảnh đệm rộng rãi tạo ấn tượng về một không gian chào đón và thoải mái. Sảnh này được phân luồng giao thông một cách tinh tế bằng một kệ bình hoa tròn, giúp tạo sự phân chia nhẹ nhàng và mang đến vẻ đẹp trang nhã ngay từ cửa vào. Tại trung tâm của ngôi nhà, tầng 1 được bố trí một phòng thờ sang trọng, giữ vị trí trang nghiêm và tạo điểm nhấn tâm linh cho không gian. Phòng thờ được thiết kế kỹ lưỡng, không chỉ mang lại vẻ đẹp thanh lịch mà còn đáp ứng nhu cầu về phong thủy và truyền thống của gia đình. Tiếp đến là khu vực phòng bếp tiện nghi, được thiết kế để phục vụ tối ưu cho sinh hoạt của gia đình. Phòng bếp rộng rãi, thoáng, đãng, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại,
giúp tạo nên không gian lý tưởng cho việc nấu nướng và quây quần bên bữa cơm gia đình với thiết kế mở. Không gian giữa phòng bếp và sảnh phụ giúp gia chủ dễ dàng mang nguyên liệu tươi sống vào bếp mà không cần phải đi qua các khu vực khác trong nhà. Điều này không chỉ giúp giữ gìn sự sạch sẽ cho không gian sống mà còn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chuẩn bị bữa ăn. Phòng ngủ tầng 1 nằm ở phía trước ngôi nhà, là không gian lý tưởng, mang lại sự riêng tư và thoải mái cho gia chủ. Với lối thiết kế tinh tế, căn phòng nổi bật bởi hệ cửa sổ kính lớn trải rộng, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa đem ánh sáng tự nhiên vào không gian. Ánh sáng len lỏi qua những khung kính, tạo nên không gian tràn ngập sức sống, giúp căn phòng luôn tươi sáng mà không cần nhiều đến ánh sáng nhân tạo. Với tầm nhìn hướng ra phía trước ngôi nhà, cửa sổ kính không chỉ tối ưu hóa khả năng đón nắng, mà còn mở ra khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, giúp gia chủ cảm nhận sự kết nối nhẹ nhàng với không gian bên ngoài. Thiết kế này tạo nên cảm giác bình yên, thư thái, một góc yên bình cho việc nghỉ ngơi, phù hợp với gia chủ lớn tuổi hay những ai yêu thích sự tĩnh lặng, hòa mình vào thiên nhiên mà không mất đi sự riêng tư cần thiết. Phòng ngủ tầng 1 được thiết kế với 2 giường ngủ, rất phù hợp cho cặp vợ chồng lớn tuổi, mang đến không gian nghỉ ngơi thoải mái và tiện nghi. Sự sắp xếp thông minh này không chỉ tạo ra sự gần gũi mà còn giúp dễ dàng hơn trong việc sinh hoạt hàng ngày. Với lối thiết kế không cần lên cầu thang, phòng ngủ nằm ngay ở tầng 1, giúp các thành viên lớn tuổi thuận tiện hơn trong việc di chuyển mà không gặp phải trở ngại. Điều này không chỉ mang lại sự an toàn mà còn tạo điều kiện cho việc nghỉ ngơi thoải mái mà không cần phải lo lắng về việc đi lại. Cuối nhà là không gian tiện ích với phòng vệ sinh chung, khu giặt tiện lợi và một thang tới giúp vận chuyển đồ đạc giữa các tầng một cách dễ dàng. Thiết kế này mang lại sự thuận tiện tối đa cho việc sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Lên tới tầng 2, chúng ta sẽ thấy một phòng sinh hoạt chung rộng rãi, nơi lý tưởng để các thành viên trong gia đình quây quần, trò chuyện và thư giãn. Không gian này được thiết kế ấm cúng và tiện nghi, tạo cảm giác gắn kết và thân thuộc cho mọi người. Tầng 2 của căn nhà có 4 phòng ngủ rộng rãi, được bố trí hợp lý để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thoải mái cho các thế hệ trong gia đình. Không gian này giúp mọi thành viên có không gian riêng tư và tiện nghi, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tầng 2 của căn nhà được bố trí một phòng ngủ lớn thiết kế, nổi bật với không gian riêng tư và tiện nghi hoàn hảo. Phòng ngủ này được trang bị vệ sinh riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt hàng ngày của cặp vợ chồng, đồng thời mang đến cảm giác thoải mái và yên tĩnh. Không gian trong phòng ngủ được thiết kế rộng rãi, giúp gia chủ có thể thoải mái sắp xếp nội thất theo sở thích cá nhân, từ giường ngủ lớn đến các kệ trang trí hay góc làm việc nhỏ. Sự kết hợp giữa các màu sắc nhẹ nhàng và vật liệu sang trọng không chỉ tạo nên không gian thư giãn lý tưởng mà còn tôn vinh phong cách sống hiện đại của gia đình. Chúng ta quay lại với ngoại thất của căn nhà. Đây là một công trình kiến trúc tân cổ điển đầy ấn tượng, hòa quyện giữa vẻ đẹp truyền thống và sự sang trọng hiện đại. Ngôi nhà mang phong cách mạnh mẽ và vững chãi nhờ hình khối kiến trúc cân đối. Các chi tiết trang trí trên diện tường và những đường phào chỉ được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại vẻ trang nhã và cuốn hút. Mặt tiền nổi bật, mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế ấn tượng với các chi tiết cột trụ lớn ở khu vực sảnh chính, thể hiện sự bề thế và hoành tráng. Những cột trụ này có kiểu dáng elegant với phần đầu cột không hoa văn phức tạp mà chỉ đơn giản là đường cong tròn tinh tế, tạo điểm nhấn thanh lịch. Cột được kết hợp với lan can ban công với họa tiết hoa văn bằng kim loại, sơn màu vàng đồng sang trọng, tôn lên nét đẹp cổ điển, quý phái. Kiến trúc tổng thể, ngôi nhà được bố trí hình khối, đối xứng với mái nhật nhiều tầng, tạo nên sự hài hòa về tỷ lệ và cấu trúc. Phần mái có độ dốc vừa phải, với mái hiên dài giúp che mưa, chắn nắng hiệu quả. Tông màu trắng chủ đạo của tường phối hợp với màu của mái nhà và các chi tiết nhôm ở cửa, tạo ra cảm giác ấm áp, gần gũi, nhưng vẫn rất sang trọng. Xế hắc một tiết phào chỉ và trang trí diện tường. Các đường phào chỉ được bố trí tinh tế, vừa đủ để làm nổi bật các khối kiến trúc mà không gây cảm giác rườm rà. Đặc biệt, phần diện tường tại các khu vực cửa sổ và ban công được trang trí bằng phào chỉ thẳng đứng, tạo sự liền mạch và làm nổi bật các mảng tường trắng mịn. Hệ thống đèn tường được gắn đối xứng dọc theo mặt tiền, vừa tăng thêm vẻ đẹp lung linh khi đêm về, vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Sảnh chính và cầu thang lên nhà. Lối vào ngôi nhà được thiết kế bậc tam cấp với các bậc thềm ốp đá màu trung tính, dẫn đến sảnh chính rộng rãi, sang trọng. Hệ thống cầu thang hai bên uốn cong nhẹ nhàng, được trang trí bằng cột đá, làm tăng thêm vẻ bề thế và quyền quý. Phía trên sảnh là một đèn chùm pha lê lớn, làm cho không gian trở nên lộng lẫy và sang trọng hơn. Cảnh quan xung quanh,
Khuôn viên xung quanh được thiết kế hài hòa với cây xanh và thảm cỏ, làm dịu đi sự mạnh mẽ của công trình. Hàng cây cao và cây bonsai được bố trí hợp lý, tạo không gian gần gũi với thiên nhiên và mang lại không khí trong lành. Cổng và hàng rào được làm cao ráo chắc chắn, nằm ở thiết kế đồng bộ với phong cách của ngôi nhà, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ. Tóm lại, ngôi nhà là một tác phẩm tân cổ điển hoàn hảo, vừa thể hiện vẻ uy nghi bề thế mà vẫn mang trong mình sự tinh tế và sang trọng. Trong từng chi tiết nhỏ, kiến trúc của ngôi nhà không chỉ đơn thuần là một nơi cư trú, mà còn là một biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp. Hy vọng rằng, qua mẫu nhà này, bạn đã có thêm những ý tưởng và cảm hứng cho thiết kế ngoại thất của ngôi nhà mình. Hãy để không gian sống của bạn trở thành nơi phản ánh cá tính và phong cách sống của chính bạn. Các bạn thấy mẫu nhà này như thế nào? Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với nhà Phương Đông tại hotline 0888625888 để được tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.